Đã đến giờ kính mời cộng đoàn quỳ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con mến yêu tín thờ trong lòng, cùng chúc tình ngày thơ ngóng trông trong thánh thể Chúa được ngàn ơn. Ngài hiện thân nuôi dưỡng đoàn con, giờ đây hạnh phúc độc nhãn đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngô tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng linh hồn. Chúng con kinh lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm mình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này. Đoạn mới phó mình cho 12 môn để lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thần. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài luôn chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Bài chúc phúc âm theo Thánh Matthew.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người, đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người đi gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên. Vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu nên khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Kính mời cộng đoàn quỳ. Trong nông nghiệp phải có nước, có phân, phải chuẩn bị đất cho tốt thì hạt giống mới mọc lên. Hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng mỗi người Kitô hữu từ ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Hạt giống đó cần được chăm sóc, tưới bón để mọc lên và sinh hoa trái. Gia đình là nơi giúp cho hạt giống lời Chúa và đức tin phát triển lớn mạnh. Nếu biết siêng năng dâng lễ, lãnh nhận bí tích, nếu biết cầu nguyện và sống theo lời Chúa. Hiện nay, gia đình tôi thuộc loại đất nào? Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời, hợp cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôn bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc
cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn. Chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngờ, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô lập. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con.
xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là Đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Ngày thứ tư, cầu cho những người ly giáo và lạc giáo. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót là chính sự lân ai. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng lân mẫn Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ai Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quang đại xót thương của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn lên linh hồn các người lạc giáo và ly giáo, từng làm tôn thương phúc lành Cha ban, làm dùng các ân huệ của Cha, vì họ cố chăm chăm sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của con chi thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của người, vì họ người đã gánh chịu đau khổ bởi vì trái tim vô cùng từ bi của người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về để họ cũng được tung hô lòng xót thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức thần mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Kính mời cộng đoàn đứng. Mở sách trang 36. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng. Vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến.
Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời! Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn lòng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời! Nhưng anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đây lòng Chúa ai tuân không bến bờ, thương loài nhân thế đang vương tội nhơ, đem trót màu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Con xin kính tin sắp mình lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp mình tờ lễ Chúa. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ, chở che cuộc đời của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho những người đau khổ, những người ốm đau bệnh tật, những người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà lại không có thuốc để chạy chữa. Xin chúc phúc lành cho thế giới của chúng con. Xin mau mau diệt trừ chiến tranh, hận thù, chia rẽ. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Đêm tôi chuông dần trên còi thiêng, con chạy đến Chúa cạn khôn. Ngàn muôn anh xin đổ xuống, giữ gìn chúng con cả xác hồn. Mơ thấy Chúa Trời lòng nguyện ương, thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon. Vầng đông lấp lo chân trời thắm, sẽ hát mừng Ngài khúc nhậm khoan. Ban xuống chuỗi ngày đầy sương sông, bồi thêm sinh khi kéo tàn phai. Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi, xin hãy đốt lên lửa sáng ngời. Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu và Thánh Tử Ngài đấng phục sinh, Thần Linh Thánh ai ơn phù trợ, muôn thuở ngàn đời mãi hiền vinh. Xin Chúa cứu độ con và cho con ẩn náu bên Ngài. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đã cho con chú ân, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, xin là Chúa, vì danh giữ Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Lưỡi kẻ thù răng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con chú ân chính là Ngài. Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chi hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Xin Chúa cứu độ con và cho con ẩn náu bên Ngài. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấm tôi, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cây trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn linh canh mong đợi hừng đông. Hơn linh canh mong đợi hừng đông, trông cây Chúa đi, Israel ơi. Bởi Chúa luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa. Xin Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội kiên muôn vàn. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mọi đến Thiên Thu Bàn Đài. Amen. Từ vương thắng con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa trời thành tin. Con xin phó thác hồn con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoài, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến Thiên Thu Vạn Đài. Amen. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thương tình với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu, ánh của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay. Xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là đấng hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng cho ta qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được chết lành. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tan xuống hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa Giêsu Người tăng cấp sinh lực và ban cho Người đời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toại năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa đã chọn. Thế nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toại năng hằng hữu, Chúa là Cha phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc và ngôi thánh Chúa để những ai đi tìm ánh sáng chân linh được xứng đáng đã tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý. Nào chúng ta cùng bái tôn thờ và dâng tín ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường khi lễ mới đây. Tại nay đức tin bù lại, nếu gia quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa. Bay tỏa ngàn hương để Thiên Chúa thánh linh nhân hậu khúc ca dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con biết tin mình vào máu thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn đứng mở sách trang 105. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ son thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lẽ cây trông. Này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trông bà, kêu bà mà khóc lóc, than thở với rên la trong lũng đầy nước mắt. Bà là nữ trang sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đòi lại. Và sau đời khổ ai, xin bà khương tỏ ra cho đoàn con được thấy qua phúc bởi lòng bà Đức Giêsu khả ái. Ôi lương ca khoan hồng, ôi tấm lòng xót thương, ôi diệu hiền nhân hậu, Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng
Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vì bao hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới và bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp mình cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sắp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Ban Ai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngự xin đoái thương nhầm đời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt trước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vác thánh giá theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm. Kẻo xa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.